Đây ông anh, ra đây em hướng dẫn qua thôi, em quay tối mở tivi ra xem là quá. Vào ấy. Ô con núi đây đã, để bố hướng dẫn qua cho bác đi. Anh Bỉu. Máy rất nhiều, thầy 20. Vẫn còn thì còn. Thôi. Máy đẹp đấy. Đấy vừa nãy là cháu nó cũng bảo anh cách chạy rồi đúng không? Là anh cũng biết sơ qua rồi đúng không? Đây anh và anh chạy để ý cái dòng này nhá. Là những cái này là nó quạt nó thổi vào trước. Thỉnh thoảng mình lấy kìm mình rút ra nó kín cái này là nó không làm mát được cái nước của mình ở ngoài nhá. Đó. Thứ hai là để mình vệ sinh. Vệ sinh. Vì cái quạt nó thổi đằng trước. Mà thứ hai là cái nọc gió này. Nọc gió này. Đây. Tháo ra, vệ sinh, gõ sạch sẽ. Thổi. Xong nắp rồi đúng cái lẫy dưới này vào nhá. Ừ, dây cua loa trùng thì tăng lên tí. Nhớt thì đổ vào đây nhá anh nhá. Đổ vào đây. Xong kiểm tra thước thăm ở đây. Đây này, thước thăm này. Rồi rút cái thước thăm này lên. Đó, kiểm tra lên vạch trên là đủ. Và chạy nóng thì thay luôn nhá. Thứ hai là nước thì đổ bên dưới nước phụ. Hút lên 19. Còn những cái đường dầu xả e ấy này phải để ý này. Và nhà nào nó hay nó hay tắc dầu ấy thì mình đục cái này ra, hay tháo cái này để xem cái đường dầu từ bình nó chảy xuống đây. Nó hay tắc cái đường đấy thì mình vệ sinh sục nó lên cho nó chảy ra là được. Còn nó lên đây. Lên đây là cái lúm xả e. Đấy, mình rút cái này ra, xong rồi vặn chặt ra. Lỗ ngon nghe tiếng tròn tiếng thì mình vặn vào. Dầu số cầu kiếc phớt nhớt nhớt là đầy đủ hết rồi. Chỉ về chạy thôi. Không phải động chạm. Gương được thì tôi về đưa cho vợ nó soi nhá. Ông anh ở đâu nhỉ ông anh nhỉ? Hiệp Hòa Bắc Giang nhỉ. Hiệp Hòa Bắc Giang. Giáp cầu cao Phú Bình đúng không? Vâng. Nhà nái muốn nái nhẹ thì cho mỡ miếc vào cái răng này nhá. Nái nó nhẹ, mỡ bò hoặc là tôi ấy vào thì nái nó rất chi là nhẹ luôn. Đèn có bật đèn xem có sáng nào. Máy móc không hơi thôi. Ok, máy móc quá ngon. Cầu số thì... Em ru. Đèn điếc đầy đủ rồi. Còn cài cầu nó hất đây cài cầu nhá ông anh nhá. Không lại. À. Hất đây là nhả. Còn tầng điếc này rất nhẹ rồi. Còn ben này bên kia. Dầu số em đổ nó đầy đủ hết rồi. Và chỉ có chạy thôi. Không. 295 rất chi là nhiều. À cầm cái cánh ra đấy. À cầm cánh ra. Máy xe các bạn. Tí nữa cho xe máy lên. Rộng rãi đỡ phải ngồi. Có dây buộc biết chặt chẽ. Xe to. Đấy. Quá ok luôn. Đóng xe đây luôn. Lên xe các bạn nhé. Bàn giao liên tục. Lên đấy. Quỷ. Thôi được rồi. Thằng này. Rồi ok. Anh biểu chỉ một đường này. Giữa thang luôn. Thôi ông ạ. Ông lại còn rồi ngã bây giờ. Hai cầu á. Phát lên ngay. Cho giáp vào bên nhá con nhá. Để con để xe máy đi cho bác. Đấy, nó lùi đi xong bắt đầu lùi ngoặt. Đấy, ngoặt vào, giáp vào. Giáp bánh trước vào. Rồi ok. Rồi, lại xin chào các bác, chào buổi sáng. Này. Vẫn cứ tiếp tục. Đúng không ạ? Bàn giao liên tục, không ngừng nghỉ. Đủ loại, đủ dòng cho các bác thầu lựa chọn. Máy rất nhiều. Em đã được lên đường. Rồi, ok. Đấy, nhà tôi làm thủ tục không? Vẫn tiếp tục các bạn ạ. Đợt này em sẽ xếp một dàn máy đây các bạn, 26 nhá. 26 này. Rất chi là nhiều 26. Cho các bác tha hồ lựa chọn. Toàn hàng đẹp thôi. Đó, 26 đấy. Các bác nào quan tâm thì alo cho em. Rất chi là nhiều 26 luôn. Một dãy toàn bộ là 26 hết. Rất chi là nhiều. Và máy vẫn còn rất chi là nhiều các bạn.
Và đây là mấy bác là ở tận trên vùng cao cũng xuống ủng hộ. Đây là mấy bác là đi rất đông. Đấy bác về bác xem để ý cách lắp cắt đăng. Bác ơi, bác để ý cách lắp cắt đăng nhá. Kia cả thiếu một cái chốt kìa Hà, biết chưa? Thiếu chốt U ở cái phiếm đấy, cho bác đầy đủ hết vào. Đấy. Về nhà mà muốn lên cao thì cho lên lớp trên này, lớp bên kia nhá. Ra lớp ngoài này này, hai bên. Đấy, máy rất đẹp, rất xuất sắc. Bán giao cho ông anh ở đâu nhỉ? Anh ở bản Xá. Bản gì? Bản Lũng Xá. Bản Lũng Xá. Vâng. Mộc Châu. Vâng. Vân Hồ. À Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La. Bản Lũng Xá, Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La. Đây là tí nữa này. Tí cho thêm một cái đường ống này nhá. Về nhà dò để thay. Ống này hơi kém. Anh ơi. Dạ. Anh bảo lấy tí băng dính cái chỗ kia đi. À rồi được rồi, tí lấy sẽ lấy băng dính. Còn đây đang thử phay lắp liếc cho anh ngon nghẻ hết đã. Còn nắp cắt đăng vào. Thôi được rồi, thế cũng được rồi, lắp vào đây xong kéo lắp dàn phay vào là phải căng hai bên nhá. Bác đi xuống mua rất đông. À. Các bác mua dàn lấy dàn không thì cứ lắp cái đấy và ông lên lưới dài cái đấy ra nhá, lấy cái zin của nó và lưới dài ra rất nhiều. À. Rất nhiều, đây là một dàn lẻ hai nhá các bác nhá. Dàn lẻ hai là nhiều bác là hỏi và không quay tới đây lẻ hai, hôm nay em xếp hết vào đây lẻ hai này, lẻ hai từ 1802 đến 2002 đều có hết các bạn, rất chi là mới xuất sắc. Đó. 2002 này, còn đằng sau này là 2202 này, mấy bác ở Quảng Ninh cũng đang xem này. Và tiếp theo đây là 3001 này, 3001 này, 2402 này, rồi 1802 này. Đó. Rất nhiều. Anh nhá, chú nhá, cháu hướng dẫn qua cho chú nhá, để về nhà chú làm. Cái thứ nhất là dầu nhớt động cơ thì chú đổ đây. Chú có biết mua không? Không mua thì cháu để cho một can. Và đổ được vào đây và đổ cả số trước được hết nhá. Đổ vào đây này. Và thay là thay hai con ốc này, tháo con ốc này và con ốc này ra. Ra dầu. Ừ, là cho nó hết sạch dầu ra. Nhá. Đấy. Đấy. Rất đẹp. Đấy. Thằng có con đi học chưa về, có con thì nó nhanh lắm. 80-100 loại xịn màu đỏ. Em bảo lại về nhà cái lốp này chỉ bơm 2 cân thôi nhá, 2 kg, không bơm căng là lổ đấy. Cả cài cầu là đây biết chưa, này hất lên đây là cài hất xuống này. À hất lên là cài hất xuống này nhả biết chưa, cầu á. Đúng rồi, cầu hai cầu đấy, nó nổ máy chạy thử là hai cầu. Ừ. Ai cầu nó mới khỏe nên lên bờ mới được. Ngoài... Còn đây đi ra đây em bảo này. Về nhà nhá. Mà để ý cái dầu này này. Nó hay bị tắc lắm. Nếu mà nó tắc thì là tháo cái lắp này ra. Đục cái cạnh này ra, nếu mà dầu nó chảy được xuống đây thì mới được nhá. Xong thì bắt đầu nó chảy thì bắt đầu nó lên đây thì mình mới xả e ra. Đây này. Nó chảy được lên đây, chảy ra đây thì vặn cái lúm xả e này thì đà nó mới lổ được. Biết chưa? Đấy. Biết chưa? Biết rồi nhá. Còn nọc này là cho thêm rồi này. Đấy, sếp cứ và lọc gió tiếp lắm rồi. Cái này là dây xi nhan. Bật đèn cho sáng nào. Đèn. Chắc có nhà chạy máy rồi đúng không sếp? Đâu bật đèn ở đây mà. Đấy. Chưa sáng, bật chìa khóa lên. Đấy đấy. Bật chìa khóa để nguyên. Đấy được rồi, ok rồi, sáng rồi. Rất đẹp, rất xuất sắc. 225 rùa cơ trợ lực lái. Đẹp vời không? Dài đủ không? À dài đủ không thế. Chọc qua thế nào? Đến đây. Đến đấy là ok rồi. Nổ máy quay thử cho sếp lên quay thử thế nào. Rồi, kéo bên lên. Kéo phay bên này. Đấy. Được.
Đấy. Rồi. Muốn lên cao thì chốt lên lớp trên này nhá. Để cho nó đỡ vướng vào bờ. Rồi, vào số phay đi. Vào số phay. Bốn số. Đấy, đây được rồi. Ra lên. Đấy. Đây là nó quay ngược quay xuôi, còn tích quay kia là nhả đây ra được nhá. Đất mới cho xuất phát, cái nhả ra đây. Đúng rồi, ê du. Rồi ok rồi đấy. Các số tiến lùi. Chạy thử à? Chạy thử nhá. Chạy được cho tầm trọng nó chạy được đấy. Đấy được rồi, tầm đấy là được. Được rồi. Chạy rồi. Bên kia. Bên kia vào số bên kia. Đấy, ông ấy chạy máy rồi. Đấy, hai bà. Lốp sau hơi lon rồi, bơm căng lên cho bác này tí. Bơm hơi bên này. Kéo ra. Đấy. Đúng rồi. Vệ sinh tí R7 ấy, bốc ngay, nhảy đầu lên đấy. Quá, ông này ông chạy rồi. Ông này chạy máy rồi đấy. Rất mới, rất xuất sắc. Thế là hai bà chị em hả? Hay là gì? Hai chị em ạ. À, hai chị em. Thế con... À, em dâu. Hai chị em. Này, xuống Bắc Linh chơi. Nhớ muốn cao thì lên lên lớp trên này, ra lớp ngoài này nhá. Đấy là lên cao để đi nó đỡ vướng. Ok chưa? Ok thì lên xe. Chuyển tiền đấy. Rồi cứ bình tĩnh, cứ lên xe ngon nghẻ đó. Anh lùi lên đi. Có lùi được không? Tiếp tục các bác lại em mua được con máy, bác đi tận từ Phủ Lỗ và tìm đúng con 225 phải rùa cơ trợ lực lại. Đúng không? Lần suốt buổi sáng xuống đến đây bắt đầu có bác mua luôn. Thôi thôi, thôi ngồi lên đi. Xe mát lạnh mà. Ngồi lên xe cho mát lạnh. Mời các bạn. Cầm tiền ăn cơm thôi. Cầm tiền ăn cơm thôi. Cơm tối rồi. Không thì đưa mấy bà, đưa hai bà chị này lên trên Bắc Linh tối. Lên vào chỗ con vào siêu thị là vào gì ngắm mấy khi về đây. Mấy khi về đây chơi. Đấy. Các bạn. Vâng. Rồi. Đây, chờ hắn lên trên Bắc Linh chơi. Vâng, cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn chị. Rồi rồi. Ok, cảm ơn anh. Vâng. Đó. Các bạn. Vân Hồ Sơn này. Máy còn rất nhiều các bác nhá. 225 còn chứ. Năm có úi. Đấy, ba bà chị, mỗi bà chị quả. Đi ăn. Vâng. Rất nhiều, rất xuất sắc các bạn. Máy còn rất chi là nhiều. Này 26 này. Lại xếp, chú cháu mình lại xếp theo hàng vậy thôi. Đây 26 này. Bây giờ xếp theo hàng 20, một dãy rồi. 5, 24, các thứ này. Rất nhiều, rất xuất sắc các bạn. Bàn giao liên tục, không ngừng nghỉ. Đây 20, dãy 20 nha các bác nhé. Xếp này vào xong quay cho các bác xem. Còn như 22 rồi, 22 này, 1002 này, toàn con đẹp các bạn. Tinh hàm xuất sắc. Có mới luôn. 02, 01. Rồi 18, 02. À, kia còn con kia là tí nữa là cho xe lên trên... Trên gì nhỉ? Con 33 kia là đi đâu nhỉ? Để tí gọi ông ấy ra chở đi thôi. Sáng mai lên xe. Sông Lô Vĩnh Phúc. Con 33 này là đi Sông Lô Vĩnh Phúc các bác nhá. Các bác là ở trên Sông Lô Vĩnh Phúc là cũng đã đặt tiền. Chờ ngày là mai ngày đẹp là em trả lên. Đây này em lại là đi Sông Lô Vĩnh Phúc, số cơ Ben Cơ. 33. Số cơ Ben Cơ. Sông Lô Vĩnh Phúc. Máy rất chi là đẹp.
mái cũng đẹp luôn. Lắp ráp đầy đủ cho bác từ cắt đăng về chỉ việc chạy luôn. Và mới luôn các bạn. Còn giao liên tục không ngừng. Còn con 28 nữa cơ. 28 tí nữa mai cũng đi lên trên Bắc lên trên Cao Bằng. Rất nhiều các bạn. À, 24 lại một dãy 24 này cho qua. 24 đấy, 24 đấy. 24 rất nhiều. Rất chi là nhiều 24.